Nhà đẹp Long Biên xin giới thiệu một căn nhà phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn. Nhà xây 6 tầng, diện tích 32 m², mặt tiền 5,3 m. Thiết kế một phòng bếp, một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi. Nội thất gồm có tủ bếp, hút mùi phòng bếp, sofa phòng khách, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm. Nhà quê hướng Đông Nam, pháp lý, sổ đỏ chính chủ. Giá bán 3,65 tỷ, có thương lượng với khách thiện chí mua nhanh. Quý khách có nhu cầu xem nhà và mua nhà này vui lòng liên hệ với Nhà đẹp Long Biên theo số điện thoại 0984999007. Mời quý khách lên tham quan tầng 2. Tầng 2 thiết kế là một phòng khách và một phòng vệ sinh khép kín. Phòng khách này có thể chuyển công năng thành một phòng ngủ. Mời các bạn xem toàn cảnh phòng khách tầng 2. Nhà nằm trong ngõ phố Ngọc Trì, trong bán kính 500 m, có các tiện ích: chợ Đồng Dinh, Hồ Thạch Bàn, trường tiểu học Thạch Bàn B, trường cấp 3 Thạch Bàn, trường mầm non Thạch Bàn. Nhà nằm trong khu đông dân cư, tiện để ở hoặc cho thuê đều phù hợp. Mời các bạn lên tham quan tầng 3. Tầng 3 thiết kế là một phòng ngủ và một vệ sinh khép kín trong phòng. Nội thất gồm giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, sàn gỗ, trần thạch cao. Mời các bạn xem lại toàn cảnh phòng ngủ tầng 3. Quý khách vui lòng đăng ký kênh YouTube Nhà đẹp Long Biên để xem thêm nhiều nhà đất bán tại quận Long Biên được cập nhật liên tục hàng ngày. Mời quý khách lên tham quan tầng 4. Tầng 4 thiết kế tương tự tầng 3, gồm một phòng ngủ và một vệ sinh khép kín. Nội thất gồm có giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ tivi. Mời các bạn lên tham quan tầng 5. Tầng 5 thiết kế tương tự tầng 3 và 4, gồm một phòng ngủ và một vệ sinh khép kín. Nội thất gồm có giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, sàn gỗ, trần thạch cao. Như vậy, nhà có một phòng khách, một bếp, 4 phòng ngủ, một phòng thờ, sân phơi. Nội thất, nhà có đầy đủ nội thất gỗ, khách mua về ở luôn. Tiện để ở hoặc cho thuê nhà ở đều phù hợp. Mời quý khách lên tham quan tầng 6. Tầng 6 thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi. Nhà quay hướng Đông Nam, Pháp, Ý, sổ đỏ chính chủ. Giá bán 3,65 tỷ, có thương lượng với khách thiện chí mua nhanh. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn quý khách ở các video tiếp theo của chúng tôi.